Đông Nam Á nay đã đến Việt Nam. Bóp vụn, lắc đều, thưởng thức ngay. Và bây giờ sẽ là cặp đôi cuối cùng trong đêm nay.
biết phải nói gì cả, cứ thấy nghẹn ở trong lòng thôi. Chắc phải nhờ ban giám khảo quá. Ác lắm, ác lắm, hai con ác với chú lắm. Mà ngồi mà cứ thở lên, thở dốc không à. Chú là một người rất là hay giỡn. Nhưng mà khi mà con chạy lại đây gần chú nè, con nói thấy em con đâu không? Chú nhìn vào ánh mắt của con á, chú thấy là con quá nhập tâm đi. Và chú bị cuốn theo cái cảm xúc của con luôn. Chú rất là thích cái đoạn mà cao trào vừa vào là hai chị em đứng lên song ca với nhau. Là cái đoạn đó là coi như là tan nát trái tim chú. Hai con cũng phải cảm ơn cái người dàn dựng cái tiết mục này. Đây là một tiết mục gần như là hoàn hảo cả về phần nghe và phần nhìn. Cái âm thanh, cái hiệu ứng, nó tạo cho cái hiệu ứng rất là lúc mà đoạn cuối nó dữ dội như thế. Và khi con ào đúng không, kêu em Hương. Trời ơi, là coi như là muốn chết luôn. Dòng này là cô khen con chứ không khen chị nữa nha. Chị là khen nhiều lắm rồi. Dòng này con hát hay lắm. Nằm dưới đây cái ngước lên hát, trời nó ngọt, ấy là ngọt mà hay. Mà diễn cũng giỏi nữa, hai chị em diễn giỏi lắm luôn đó. Nhưng mà diễn như thật, cho nên nó mới chạm, từ cái thật nó mới chạm tới cái tim mình, nó dễ như thế. Chúc mừng tiết mục của hai con. Cảm ơn cô. Chúc mừng hai chị em.